Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 10 bị can về tội nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2801S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình. Sau thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Cụ thể, để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng, thuận lợi thì ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định, các chủ phương tiện phải nộp số tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng cho đăng kiểm viên bằng cách kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định. Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2021, Trần Kỳ Hình, sinh năm 1961, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với vai trò là cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới, nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm. Mặc dù các trung tâm này chưa đủ điều kiện theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố vụ án, chuyển giao hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục xử lý các đối tượng này về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm các đối tượng đã đến gần tụ điểm đá gà, thì đối tượng Lê Tuấn Anh sử dụng súng bút bắn một phát chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, nhóm người đá gà đã bỏ chạy và la hét. Nhóm đối tượng tiếp tục sử dụng súng hoa cải bắn liên tiếp 2-3 phát đến khi nhóm người đá gà bỏ chạy hết thì nhóm đối tượng mới lên xe ô tô rời đi và vứt bỏ dao tự chế.